Hello, my bro đã quay trở lại với channel của mình và mình vẫn là Tùng Mê Game đây. Và ngày hôm nay sẽ là clip ARK Omega hay các bạn. Thì bật mí cho các bạn nghe, đó là đáng lẽ cái tập này á là cái tập hình như là 66, 67, 68 gì đó tôi không nhớ. Nhưng mà đáng lẽ tập này là mình đã livestream cho các bạn coi rồi. Nhưng mà tiếc thay, ngày hôm qua là mình quay xong cái, các bạn nhớ tập trước không? Tập trước đó là mình đã đầu tư vào một con Rock Ray này đấy. Hơi bị xịn luôn. Con này thì đa số mình đầu tư vào những con farm Paragon thôi các bạn. Tại vì có Paragon là mạnh, mạnh là có quyền là chúng ta có tiền. Đấy. Mặc dù nó hơi ngược ngược tí đấy. Nhưng mà các mình phát hiện ra một con còn talent hơn, còn ngôi sao điện ảnh hơn nữa, đó là con Namcy. Đây đây, mình đã có chuẩn bị trước đây. Thì bắt mấy con này rất là đơn giản, bắn xỉu đem về thôi, đỡ mất thời gian với các bạn ha. Thì trước khi mà để nghiên cứu và đầu tư vào con này, tất nhiên là mình đã có nghiên cứu rất là kỹ và lên clip và nói cho các bạn nghe được là tại sao nên đầu tư vào con này. Thì cái giai đoạn đầu tư vào con này là các bạn, nếu mà các bạn ta có mục tiêu sớm và bắt gặp những con này sớm ở trên server cũng như là trên hot của mình á, thì các bạn hãy farm web và đầu tư con này nó nhiều nhiều một tí. Còn nếu mà các bạn chơi server không có làm chủ được hot cũng như là không có điều khiển được cái lượng thú của các bạn mà nó bon ra, thì có thể là sau khi mà các bạn đã mạnh lên rồi, các bạn đã có những cái con mạnh mạnh rồi á, các bạn farm Paragon thì các bạn sẽ nhận được những cái Paragon mới. Lúc đó chúng ta mới đầu tư cho con này nha. Lúc đó chúng ta mới thực sự gọi là đầu tư cho con này. Chứ Paragon của mấy con này thì đồng ý là nó có vẻ như là hiếm thì không hiếm, mà nhiều thì cũng không nhiều, nó cứ vừa vậy đó các bạn. Thì nó rất là ít bon trong tự nhiên, cho nên cái việc mà farm Paragon tốt nhất là đánh red thôi. Đó là mà rất may mắn trong cái thời gian hai cái livestream gần đây á, mình farm cỡ mấy ngàn không, và bây giờ mình đã tích lũy cho mình một cái số vốn Paragon rất là nhiều. Con Nam Red đó 34 và con Only C là 24 đó, các bạn thấy không? Và chưa gì hết là mình thấy là 24 trừ ra năm cái Paragon yên nữa là chúng ta có 19, rồi trừ ra cái việc mà mình đập cái con Only C lên đúng không ta? Cái con Only C này là con Omega rồi, mình không cần đập lên, mình chỉ cần đập lên cái con Namlet này thôi. Đó, Namlet, đại loại là như vậy. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đi vào phân tích xem con này nó có gì hot nha các bạn. Đầu tiên các bạn F1 lên, bấm Omega Death, các bạn chọn cho mình đó là Namlet. Không, chính xác là Nam C mới đúng các bạn, Nam Y, IC đấy. Thì các bạn cũng, cái con Namlet riêng của nó, các bạn cũng có thể có cái yên của nó nè các bạn. Đó, có yên riêng của nó, rồi con Onisi nó cũng có cái yên riêng của nó. Nhưng mà sau khi, đây là cái con Nam C, đó là cái con phối. Nó là sự kết hợp giữa con Namlet và con Onisi là con dơi đấy. Thì nó sẽ ra là con Nam C. Và con này cũng có Uniware, tên Uniware nó là Sharp. Và Uniware nó hệ rất là mạnh nha, đó là God và Vampire. Và cái con Uniware này nó ít 64 lận à, và mặc dù ít cao như vậy nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn chơi mì thì cò. Tại vì sao? Xét về tình trạng hiện tại của mình đã đầu tư vào 30 con Bulovia để búp đam rồi, cho nên không có cái lý do gì mà mình chọn cái hệ khác để mình chơi cả, đúng không? Mình phải dựa vào vốn của mình, đó là tiền đầu tư mà mình bỏ ra, thì chúng ta phải chơi mythical. Đó là điều thứ nhất. Mà sau này cũng vậy, nếu mà các bạn chưa có vốn, các bạn bỏ ra, các bạn cũng phải chơi mythical, và các bạn phải buộc phải đập lên 30 con Bulovia rúp mi để có thể búp đam một cách triệt để nhất có thể. Và bây giờ chúng ta cùng xem coi yên nó có gì nổi trội. Thì đầu tiên tôi không nói gì, tôi nhìn vào cái số 500% milligram là tôi khoái rồi. Tôi nhiều khi tôi chỉ cần quan tâm con số thôi, nhưng mà thật ra có những cái hiệu ứng mà các bạn cần phải có. Cái hiệu ứng đầu tiên là Alpha Buff Apply Blind Steel Debuff to Enemy. Đại loại theo như mình hiểu cũng như là theo như mình tìm hiểu ở trên server True Play á, thì anh em nói là nó slew style light steel với lộn light steel nó là hút máu, có nghĩa là các bạn khi mà được búp nó có khả năng hút, có hiệu ứng hút máu từ
những con enemy. Enemy có nghĩa là địch thủ á, đối thủ á các bạn. Rồi tiếp theo là Friend The Vampire Ability. Các bạn thấy chỗ này lạ cái là thay vì á, nó có chữ gen. Gen có nghĩa là sẽ nhận được một cái biến thể nào đó. Còn cái này rõ ràng các bạn thấy là nó có chữ Friend, có nghĩa là nó sẽ có vẫn nhận được một cái biến thể vampire hay sao đó, nhưng mà nó dùng từ khác. Nói chung là tiếng Anh tiếng U nó cũng nhiều từ cùng nghĩa lắm các bạn, nhưng mà các bạn thấy là cái dòng này đại loại hiểu sơ sơ thôi, đó là có thể nhận được hiệu ứng phép thuật từ cái biến thể vampire. Và bây giờ chúng ta lật ngược lại xem coi biến thể vampire nó là cái gì mà có ngon hay không ha. Thì đầu tiên chúng ta thấy được là Nightmare Vision at night, có nghĩa là khi mà các bạn bất kỳ cái con nào ở trong cái group Nightmare này thì vào buổi tối nó có chức năng là khả năng là nhìn vào ban đêm. Cái thứ hai là Nightmare Dam Redux là buổi tối thì night time chứ lộn, là vào buổi tối thì sẽ được giảm phân nửa đam nhận vào. Và những cái dòng will này thì mình không đề cập tới ha. Và bây giờ mình đề cập tới dòng tiếp theo, đó là night time là buổi tối có khả năng Lifesteal này các bạn thấy không? Đó là khả năng hút máu 25% trên cái đam gây ra. Wow, 25% trên cái khả năng đam gây ra nha các bạn. Kinh khủng đấy. Và cuối cùng đó là Vampire không thể hút máu trong... Cái này là regen, đại loại là regen of Starfire, có nghĩa là khi mà bị cái lửa của cái hệ Starfire ở Cosmic nè các bạn đốt là nó không thể bị hút máu. Và một cái nữa đó là và Rubik Hard Stud là một cây đuốc bị rớt. Một cây Hard Stud là một cây đuốc Hard bị rớt ra vì nó vẫn không không có khả năng hút máu nha các bạn. Nó ngộ phải liền luôn ha. Đấy, thì đó là cái cơ chế, cái phép thuật của cái biến thể Vampire ở trong cái yên của con này. Cái dòng tiếp theo là 75% né. Và cái dòng cuối cùng là 100% sai tăng, có nghĩa là tăng sai lên gấp đôi. Đại loại như vậy. Thì tại sao các bạn thấy được là ngoài cái khả năng hút máu ra, melee dam ra, 500% melee dam là một con số rất cao. So với mặt bằng chung hiện tại rất hiếm có con nào đạt được con số 500% melee dam, các bạn thấy không? Còn Ray Light với Phoenix nó có vẫn có 500% melee dam, là các bạn thấy là nó cũng mạnh rồi ha. Con này nó cũng có 500% melee dam mà cộng thêm khả năng hút máu nữa, nó giống như con đĩa đá vậy đó. Đấy. Và nó có gì đặc sắc? Thì đặc sắc một cái điểm tiếp theo đó là cái nội tại, và bây giờ mình sẽ ra ngoài trang web mình cho các bạn xem cái nội tại của nó. Rồi, ok, đây mình bật cho các bạn xem ha. Đây, các bạn có thể vào cái Pack Leader này để mình bật lên luôn. Pack Leader này các bạn Google, các bạn search Pack Leader là gì? Pack có nghĩa là gói, Leader có nghĩa là người đứng đầu của một cái team. Đại loại là Leader là người dẫn dắt, người dẫn đầu á của một cái team nào đó. Thì các bạn sau đi đi làm các bạn sẽ biết. Các bạn chọn cái dòng A fandom nè, ark.fandom.com wiki status, gọi là cái hiệu ứng của cái này. Thì các bạn sẽ Ctrl F, các bạn search đó là cái chữ Pack. Đây. Enter một cái nữa. Đây, Pack Leader. Thì Pack Leader này theo như nó dịch nha, đây là Google dịch nó dịch á, thì đại loại là khi mà các bạn có nhiều đồng minh thì nó sẽ, các bạn tưởng tượng đi, các bạn sẽ nhớ lại những cái con mà có Pack Leader, ví dụ như con Allosaurus, càng nhiều con thì cỡ thường thường nó sẽ spawn ra ba con đúng không? Thì ba con đó có, trong đó có một con ở trên lưng nó có một cái vòng lửa. À, không phải cái vòng lửa mà gọi là cái hơi 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 lửa lửa đó, là cái con trưởng nhóm trong ba con đó. Thì cái con, hai cái con còn lại nó sẽ búp đam thay phiên, không phải là búp đam, mà càng nhiều con nó sẽ, cái con leader nó sẽ càng mạnh, đại loại là như vậy. Thì đồng thời sẽ có những con như là Kirby nè, Kentro nè, mấy con Hyanodon nè, Ravager, Deonychus, Daewoo, đặc biệt là Daewoo và Raptor các bạn thấy nhiều lắm. Lên núi tuyết là các bạn thấy là nếu mà nó đi bầy đàn là lúc nào cũng sẽ có dấu cộng ở ở ở xung quanh nó. Các bạn thấy không? Thì một tí nữa mình sẽ làm một cái trực quan cho các bạn coi. Thì theo như nó ghi á, nó sẽ được add 33% đam Deal for duration đó, 35% cho một dấu
một số. Như vậy là con này theo như mình tìm hiểu, tại vì trong đây nó không ghi rõ, nó không có điểm danh cái con Nam Red, nhưng mà con Nam Red nó vẫn có chức năng bắt leader nha các bạn. Nó có khả năng bắt leader, cho nên là theo như mình tìm hiểu và anh em trong server nói mình đó là tối đa nó sẽ được cộng 8 con. Như vậy các bạn cứ tưởng tượng đi, 33% cộng 8 thì nó sẽ ra là 4. Không, 33, khoan từ từ, 33 x 4 mới đúng, 33 x 8 các bạn ạ, thì nó ra 264%, 100% là nhân 2, mà 200% là nhân 4, 260 mấy nữa có nghĩa là có thể dần dần gần nhân 5, nhân 5 đúng rồi, chính xác là nhân 5. Wow, như vậy là nó còn ngoài cái việc búp Bulovia 30 con ra, nó còn có thể khả năng nhân 5 nữa. Đây là lý thuyết thôi nha, các bạn nên nhớ đây chỉ là lý thuyết thôi, còn thực tế như thế nào thì một tí nữa vào game mình test cho các bạn xem. Thì lý thuyết theo như mình nghiên cứu là như vậy. Đây nè các bạn, đây trước mặt của mình là 4 con sói nè. Đấy, thường thường ta kêu 3 con sói nhưng mà nó có 4 con sói, các bạn thấy không, nó đều có dấu cộng 3. Các bạn biết là cái con nào là bắt leader không? Bắt mách là cái hiệu ứng khác nha các bạn, hiệu ứng khác, nó có nhiều hiệu ứng lắm. À, các bạn thấy không, còn Alpha Van by Daywood nè, có bắt leader nè, cooldown trong vòng mấy chục giây nè, đại loại là như vậy đó, các bạn thấy không, đó các bạn thấy không, đó trong trong 4 con này sẽ có một con leader, một con trưởng nhóm, và cái con trưởng nhóm đó quýnh mạnh, và con nó sẽ tự động lựa ra con nào mạnh nhất trong đám thì nó sẽ chọn ra con đó là leader. Và mình cũng có thể chủ động được, một tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem, nhưng mà mình cho các bạn biết thấy đại khái là các bạn thấy ở đây cộng 3 không đó, thì con Nam Led tối đa nó là cộng 8. Đấy, như vậy là các bạn có thể hiểu được rồi ha. Tôi phân tích quá ghê gớm luôn, không biết phân tích đúng sai nữa, nhưng mà cứ phân tích trước đi rồi tính tiếp. Không biết đúng hay sai, thì nếu mà bạn nào mà chơi mà phải nói là thuần vanilla luôn á, chơi mà từ vanilla mà lên tới mod á, thì các bạn đã quá hiểu những cái con thú trong vanilla, thì các bạn có gì góp ý nhẹ nhẹ cho mình nha. Tại vì mình cũng cố gắng mình đi tìm hiểu cho các bạn, mình cũng có hỏi thăm người này người kia nhưng mà có vẻ như là họ bận. Mình hỏi em Phát nhưng mà em Phát có vẻ như là offline rồi, cho nên là không có hỗ trợ cho mình trong cái việc này được. Tại vì mình cũng cần gấp, mình quay đột ngột quá các bạn. Chuyện là hồi tối này mình thấy một ông bạn, không phải một ông bạn, có thể gọi là ông anh đi, một ông chơi server chill play, chơi cái con này phải nói là kinh khủng khiếp. Cái con có thể là gọi là 19-10 kẻ 8 lạng người nửa trăm gram của con rock ray mà mình đang hiện có luôn đó, chim bự á, mình gọi là chim bự mà hiện có luôn đó, để mình xem coi, và mình lấn cấn không biết là con nào nó đang mạnh hơn. Và bây giờ sẵn đây mình test luôn cho các bạn xem coi là con nào mới gọi là mạnh ha, con nào là bố của con nào. Rồi vào clip thôi, thì đầu tiên mình có hai con này, thì một đầu tiên đó là mình sẽ đưa hai con này lên cùng hệ với nhau, tại vì mình chơi Redding Mode 2 cho nên là like rất là khó cùng hệ và cùng biến thể. Thì đầu tiên đó mình sẽ chế từ một con basic ha, mang mấy cái con Nam Lép như con Odyssey khó kiếm vải liền các bạn ơi, khó kiếm hai con mà cùng hệ với nhau lắm, rất là khó. Nameless đúng không? Nameless đây. Trước mắt mình sẽ lấy ra 5 cái để mình nâng nó lên Omega ha. Rồi. Để mình dẹp hết đồ cái đã, nhìn nó hơi rối rắm. Rồi, có cái Blade này ở đây đi. Đây, dẹp hết đồ cái đã. Đầu tiên mình sẽ lấy 5 loại basic ha. Việc hôm nay cũng nhẹ thôi các bạn, tại vì chỉ nâng lên đánh yên thôi. Bây giờ sức mình đánh yên là quá. Ồ, tự nhiên tôi lấy bón chì, trời ơi. Việc bây giờ mình đánh yên là quá đơn giản với mình rồi, nó không có gì phức tạp cả. Rồi, alpha thì cả mấy triệu, mà trong khi đó con cái UDT và Ulity và mấy cái basic này nó ít. Ngộ và đái. Tiếp theo là beta, alpha, dream, ultimate và omega. Rồi, ok. Ủa, tôi lấy 500 chi ta? Để dễ dành sau này luôn. Đó, và bây giờ mình sẽ nâng nó lên ha. Rồi, cắn vô.
Đấy, lên Omega rồi. Tiếp theo á, mình sẽ thu một con vào cầu. Các bạn thấy được là hai con này đều là meo hết nè các bạn. Đó, hai con này đều là meo hết. Và mình sẽ thu một con vào cầu và mình sẽ biến đổi giới tính nó. Switch, create swap gender. Đấy. Trong lúc đó thì mình sẽ triệu hồi ra một con Sino để nó bóp máu cho mình. Bóp máu cho con thú mới ra. Rồi, ok chưa? Xong xuôi rồi đúng không? Và bây giờ tiếp theo là mình sẽ bắt đầu đi lai giống. Đó. Thì các bạn cứ lựa, mình khuyên các bạn nha, nếu mà các bạn nên chơi con này á, perfect nhất á, là các bạn phải lựa bích mai. Tại sao chúng ta phải lựa bích mai? Tại vì nó tiết kiệm được diện tích. Không, thì tại sao tiết kiệm được diện tích trong khi mà chúng ta phải đưa nó lên Michiko thì một tí nữa mình sẽ nói. Bây giờ mình sẽ chọn Omega Namlet và con chọn Onisi, sau đó bỏ Soul Sharp vào. Show sáp và chết mẹ rồi, đâu rồi show sáp của tôi đâu, mất tiêu hết bà nó rồi. Tôi không biết là show sáp nó chạy đi đâu nữa các bạn. Hình như là tôi có setting ở đây rồi thì phải. Đây, show sáp, trời ơi má nhiều quá. Quá nhiều. Việc này mà đánh boss nó cũng ra các bạn. Đó, ok, lấy thu vào. Ha, các bạn cứ để hai con đó đi nha. Các bạn phải để hai con đó một tí nữa, còn rất là nhiều công việc cho hai con đó làm, đó là hai con giống. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ vứt ra và con này là chúng ta chính thức đầu tư nha. Con này chính thức chúng ta đầu tư vào con này. Đó. Việc tiếp theo mình cần làm đó là đi về gộp hai cái paragon lại ha. Gộp hai loại paragon lại. Tiếp theo mình sẽ lấy tiếp đó là con Onisi. Onisi đây. Rồi, sau đó chúng ta qua đây. À, các bạn rướng khoảng chừng một tập này với tập nữa đi các bạn. Má tôi cũng ghiền đánh Paragon lắm rồi. Paragon ở nhà cũng sắp cạn kiệt rồi. Nhưng mà tôi lại phát hiện ra nhiều tài năng quá, cho nên tôi cầm lòng không được á, hiểu không? Tôi kìm lòng không được, tôi buộc phải làm clip thôi anh em ạ. Chứ đáng lẽ là tập này là tôi đã livestream, giờ ngồi livestream tán gẫu với anh em rồi. Bây giờ tôi đã dư sức để làm. Tí nữa tôi cho anh em coi tôi mạnh cỡ nào. Tôi mạnh lắm rồi, tôi quá mạnh rồi, nhưng mà tôi muốn mạnh hơn, đâu có gì đâu sai, đâu ai chơi tiền ít bao giờ đúng không? Đấy, rồi ok các bạn nhớ nha. Đây là con chúng ta đầu tư. Thì hồi nãy các bạn nhớ cho mình á, mình có nói á là con này ngoài cái việc nhận được búp từ Bulovia, đó là cái group mythical riêng. Còn cái việc đó là nó sẽ nhận được Park Leader, và cái búp của Park Leader này nó không liên quan gì tới Omega nha các bạn. Nó chỉ liên quan tới game gốc, game Vanilla thôi. Cho nên là bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Đó là thường thường anh em ở trong server chơi á, là họ sẽ phối một, hồi nãy mình nói là full 8 con đúng không? Thì họ sẽ phối ra 8 con tiếp theo nữa. Đó, đại loại là phối ra 8 con để đó và không cần phải nâng cái gì đó, chỉ cần Omega là được đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình thử coi, đó là mình sẽ phối tiếp một con nữa. Đó, mình phối tiếp một con nữa cho các bạn coi ha. Lấy hết qua đây, để qua đây, chọn Big Mai, không, chọn Big Mai Nam, cái gì this dino ready can ready to make là sao? Big Mai Onisi. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ đi up tiếp ha. Đó. Một tí nữa các bạn sẽ thấy được cái dấu cộng nó cho các bạn coi nè. À, con này nó đang cũng đang lớn nè. Rồi, trong lúc đó thì mình sẽ chờ con này lớn để mình có thể đi quánh yên nó ha. Con này là hệ bích mai đúng không? Thì mình sẽ lấy một cái cục bo god show bích mai hả? Tại vì tôi đang thắc mắc á, một điều tôi đang thắc mắc một điều các bạn biết là gì không, là chỉ có con nam led này mới có hiệu ứng vanilla búp park leader, con Onisi này thì không, theo như tôi nhớ và tôi tìm hiểu là như vậy. Nhưng mà liệu không cần phối thì liệu nó có búp được hay không? Để tôi để con nam led này cũng được. Mặc dù á, cái cách mà phối á, nó dễ hơn các bạn, tại vì phối ra thì có sẵn hai con như thế này, show sáp thì cả đống dạ gì mà không phối đúng không? Nhưng mà tôi muốn tìm hiểu thêm liệu là tôi có thể sử dụng con Omega Big Mai mà nameless luôn mà không cần phối có búp được đam hay không? Đó, đó là cái điều tôi thắc mắc đầu tiên. Đó.
Thì để tôi lấy cái cục God Show Big cái đã ha. Nói chung là mình phải đặt ra nhiều vấn đề để mình phát triển đó các bạn. Basic Big Mind đây, ok. Rồi, con đó là con mi đúng không? Chắc là mình phải quấn anime hả ta? Mình có không? Anime, anime tôi lại có rồi, đưa lên group Ensign luôn. Cái group God nữa hả? Group God Mi nữa. Nhiều thứ để chuẩn bị quá anh em ạ. Ok, như vậy là tôi phải lựa mấy cái biến thể mythical để tôi quýnh thêm một lần nữa để lấy cái group ha các bạn. Lấy cái group cũng hơi mệt. Nhằn đấy, Siren, Basit, Gorgon, Basit, Phoenix. Phoenix Basit mình chưa có nè, Siren hả? Siren lấy luôn. Vampire God. Frenzy, Fairy. Ok, tạm thời mình sẽ lấy hết qua đây ha các bạn. Lấy hết qua đây, bỏ lấy chữ N lẹt thôi. Vứt qua đây, tại vì mình mấy cục đó mình chưa có nghiền các bạn chứ không gì. Ha, nếu có gì mình nghiền sau đi. Bây giờ thì đâu ra con này hả, nhận nè các bạn. Đó, bây giờ mà các bạn thấy nè, nó sẽ xuất hiện cái dấu cộng cho các bạn coi. Hoặc là lớn lên nó xuất hiện, hoặc là bây giờ nó xuất hiện liền cũng được nữa ha. Bây giờ trong lúc chờ nó lớn á, thì mình sẽ đi đánh cái group Mystical một cái nữa ha. Cái này đánh quá dễ, chắc là phải đợi cái livestream mình mới giới thiệu cái những cái gì mới gần đây mà mình binh cho các bạn xem, chứ quay video thì nhiều khi thời lượng nó nhiều quá các bạn lười xem. Tôi giới thiệu kiểu như lan man á, nó rất là rối rắm cho anh em ha. Ok, vẫn là Vát. Vẫn là Vát, không ai chạy khỏi Vát cả, chỉ Vát chạy khỏi người ta thôi. Không kèo nào mà không có Vát nữa đó. Set time update 12 giờ. Sau đó bay ship. Ủa? God. Không biết đủ hay không nữa nè. Thiếu rồi. Thiếu cái gì đây ta? Colossus. Lại là Colossus nữa. Mô mày chứ. Ok, để mình về mình chuẩn bị nha các bạn. Rồi, ok. Quay lại chiến nè các bạn. Các bạn đang xem nhớ thấy hay thì nhớ like, share, ủng hộ tinh thần mình nha. Cái này tôi đang rất là có hứng, tại vì anh em rất là nhiều anh em ủng hộ tôi rất là vui vì cái điều đó, cho nên là vậy đó. Nói chung là vui thì có động lực để có hào hứng để khi nói chuyện luôn. Mặc dù là view không trend bằng mấy cái trăm tỷ ngàn tỷ nhưng mà ok, no problem. Kênh tôi dành cho newbie mà, đâu có trách được. Mấy em nhỏ thì mấy em chơi thích trăm tỷ ngàn tỷ, với tôi chơi theo kiểu logic thông minh á, chơi người thông minh á, cho nên là không có trách được. Bún bún. Ok, tới lúc nó hồi máu rồi. Uầy, rớt đồ kìa. Rớt vô vacuum, vacuum nó có chuyển về là ok. Rồi, như vậy là xong rồi đó các bạn. Đơn giản không? Quá đơn giản. Rồi và bây giờ mình sẽ về cho con đó ăn ha. Cắn một lọ XP nữa thôi. Mát bin để tôi ra tôi setting cái auto leak nữa là đẹp ha. Ra setting luôn. Download auto leak. Để bữa nào tôi là rảnh làm một cái clip thủ thuật Autolic, nó đơn giản lắm, chưa đầy 5 phút là các bạn đã có một cái phần mềm Autolic đơn giản rồi, nhưng mà nó không thích hợp cho server lắm các bạn ạ. Con kia nó đi đâu vô đây vậy? Tại vì nhiều nhiều cái server á, người ta không có chơi Autolic. Drop hả? Con này hình như con này tôi đang nuôi nè các bạn. Đấy. Các bạn thấy điều đặc biệt không? Đó là Sino nó không hồi máu cho những con chưa trưởng thành. Đó, nói chung là chưa trưởng thành mà hồi máu luôn. Đây, bây giờ ha, các bạn coi này nha. Các bạn coi nha. Ok, sao vậy? Hả? Sao bấm nút không được rồi? Rồi, ok. Các bạn coi nha.
con mi của mình nè, mà bây giờ mình muốn so sánh, mình phải so sánh, mình lỡ con róc lộn má, tôi chưa xóa con đó nữa, cay thiệt chứ. Đây, con này hiện tại của mình đang là con cắn 11 cái paragon đúng không? Ok, bây giờ Ancient Mystical 11 paragon. Một tí nữa tôi sẽ test, trước mắt là tôi test với con chim cánh cụt trước ha. Tôi sẽ test nhiều mảng, ví dụ như test với chim cánh cụt và test với boss, có hai cái thứ đó thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ test, mà test chai nha, không cần búp biết gì nha các bạn. Thì đợi đến lúc livestream các bạn sẽ thấy được sức mạnh thực sự của nó. Bây giờ nếu mà đầu tư xong mà mình phải test chai đó, nếu các bạn chịu khó coi test chai thôi. Còn 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 test mạng á, thì các bạn nhớ đợi livestream của mình ha. Chỉ còn tập này và một tập nữa thôi là mình chính thức livestream cho các bạn coi rồi. À, lúc đó là mình mạnh, là farm Paragon là chỉ có thể là đọc báo thôi, vừa xem GIV mà vừa treo farm Paragon thôi. Rồi, 99 rồi. Và bây giờ thì các bạn thấy là vừa trưởng thành cái là được hồi máu nè. Phải không? Tôi biết lắm mà. Rồi, sau đó vẫn y như cũ, đó là mình sẽ lấy anima, mình sẽ lấy god. Cái gì vậy? Trời ơi, bích mai. Bích mai god bên đây và cái mi chi cò rúp bên đây. Rồi, ok. Một lọ SP đó, các bạn thấy không? À, đầy đủ dưỡng chất không? Đầy đủ dưỡng chất liền. ESP bỏ qua đây. Ok chưa? Đấy, thì bây giờ cứ lần lượt ăn nha, cái này cũng được. Godlike group cắn bình SP nâng lên 88. Ok, chờ mình tí để mình đang cài đặt cái này. Rồi, 88. Đấy, full name ring luôn các bạn thấy không? Đấy, ok chưa? Rồi, 88, 88, 4,4 triệu thôi, hơi lỏ lỏ ha, nhìn hơi lỏ lỏ. Anima vô một cái gấp đôi canxi liền. Ok, máu vẫn lỏ hơn so với con róc rây đúng không các bạn? Đó, và bây giờ tôi cắn Paragon nè, cắn đúng 11 cái thôi, không cắn nhiều. Cắn nhiều ta nói mình thiên vị. Rồi, 12 cái rồi. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok chưa? Đấy, vẫn chỉ số vẫn lỏ hơn so với mi nha các bạn. Có thể là mình chưa thu vô, để mình chắc cú là mình thu vô cái là biết, các bạn biết liền gì. Đây, cưỡi nè, và con này có thể bay được. Má, nhìn con này các bạn có tưởng tượng ra cái gì không? Nó giống như là thiên thần sai ngã vậy đó. Con Nam Lết đặc trưng của nó là DLC Aberration đó. Nhưng mà các bạn thấy là nó sao ta? Nó giống như là cái con mà chui xuống đất mà các bạn, nếu mà các bạn chơi đồ họa đẹp á, nhìn con Nam Lết thấy ghê lắm, thấy dữ tợn lắm. Nó chui xuống đất mà khi mà các bạn mà đi lại gần á, nó sẽ nổi lên. Nó không mất dạy như con Bulu là nó bay lên nó táp đầu mình làm mình chón, mà nó nổi lên cái nó chơi chiêu tá lả tá lả tá lả, hình như không chơi chiêu mà nó dí nó quýnh. Nó giống phiền phức, giống mấy con Cumbi gì đó. Nhưng mà con này nó lại có cánh của con Onisi nữa, cho nên mới nhìn giống như là thiên thần sa ngã ba đáy ha. Đấy, còn đây này, anh Drake của chúng ta đây, bự con mà còn bự máu nữa. Ôi ấy ấy ấy, hình như tôi lộn. Holy fuck, no bro, má gì mới vô mà thi triển chiêu thức dữ vậy? Gì mà thi triển chiêu thức dữ vậy anh? Ui trời, bắt xẹp bắt xẹp. Rồi các bạn thấy nè, nó quá lớn lên nè các bạn. À, các bạn thấy không? Nó có chữ Pack Leader nè. Đó, khi mà một con nè, các bạn nhớ như hồi nãy tôi có test nha, các bạn nhớ là tưởng tượng trong trước mặt các bạn là năm con Nam Led, tôi chỉ nói Nam Led và đây là tính năng của Vanilla thôi nha. Trước mặt các bạn là năm con Nam Led. Nó sẽ cử ra một con mạnh nhất ở trong số 5 con đó để làm leader. Và khi mà mình thấy nha, mình cảm nhận thôi, khi mà con nào mà nó quá bự lên đó, đó là con là leader. Các bạn hiểu không? Nó quá bự, nó có hai trạng thái, một trạng thái nhỏ và một trạng thái bự. Con này 2 tỷ mốt mà con này 2 tỷ 9. Oh my god. Đẹp. Tôi có sai sai cái gì không ta? Oh my god. Ok, và bây giờ đây mình test trước con chim cánh cụt cho các bạn coi. Đó, tôi đang lấn cấn là không biết nên chơi hai con nào, là tôi phải quyết định là chơi một trong số con này thôi. Đầu tiên một cạp bình thường 1,4 tỷ. Ờ, như vậy là con này thua rồi, con này đam không bằng rồi, con này rõ ràng con kia là 88 triệu, con này là một chất.
132 triệu hả? Kỳ vậy. Con này là quá bự rồi nha. Đây là cái khả năng dạng mạnh nhất của nó rồi nè. 100. Oh, what the fuck? 189 triệu à. Mà trong khi đó con này, con này 1 tỷ 7. Mới là sao? Ủa sao quê bãi lên nhờ. Đúng rồi mà, đâu có gì đâu sai. Ensign Mythical Phoenix Ray 11. Ensign Mythical Nam IC 11. Ủa, hay là con kia nó sống lâu hơn con này. Có gì đó sai sai. À, tôi hiểu rồi. Xin lỗi. Con này có yên, con Nam IC chưa có yên. Mày biến mày đi mày. À, ngu vãi điều. Và bây giờ mình sẽ đi qua mình đánh yên các bạn. À, rất là may mắn là nãy mình có chừa lại dư dư tí. Ok, bây giờ qua đánh yên nào. Trời ơi, tôi quên. Rồi, các bạn biết cái yên của con chim bự nó bao nhiêu không? Ít cũng 500% đam đấy. Tôi quên. Con này bay cũng được lắm các bạn. Ôi, nhìn sướng nhờ. Cái tụi Omega này nó chất xám nó cũng ok la quá chứ. Nó làm ra mấy con nhìn hợp lý vậy đấy, nhìn thiên thần sa ngã vậy đấy rồi ha. Tại vì Mystical nó làm cho xấu xấu vậy thôi các bạn, chứ thực ra là các bạn chơi mấy cái hệ khác đẹp lắm, nhưng mà chơi hệ khác làm đéo gì, trong khi Mystical mạnh vãi đái chơi làm gì, đúng không? Nếu mà chơi trải nghiệm thì được, các bạn chơi vẫn là basic nha, khỏi thể hiện chia cho quýnh Omega chia cho mệt á. Thì trước mắt là chúng ta cần con vát đi, có Sino sau lưng rồi đúng không? Bọt. Rồi, ok. Tôi quên, có nhiêu đó mà tôi quên. Tôi bỏ boss vô sao ta? Tôi bỏ boss vô quýnh chắc ỉa luôn, quýnh quá chắc chết luôn. Cái con nam led mà có yên thì các bạn cẩn thận nha, tại các bạn nhớ nha. Quýnh yên lúc nào là cũng Uniwe cộng với cái yên của nó nha. Uniwe nó đã ít 64 rồi, cộng cái yên nó 500% đam mà có thể hút máu nha. Cho nên cẩn thận tí. Tôi nghĩ là tôi quýnh được, các bạn thấy không? Wow, con này là 480 triệu. Mấy ngày nay là mình quýnh yên toàn là mấy con yếu yếu thôi à. À, không có quá là nhiều. Đấy. Đấy, con này dễ. Ôi. À, không không. Hệ gót lâu lâu nó bị mất nha các bạn. Hệ gót lâu lâu nó bị mất. Đó, 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 các bạn thấy không? Đó, lâu lâu nó bị gì á. Nói chung là bị khủng á. Hệ gót thì các bạn cũng có thể chọt cơ được nha các bạn. Không ai cấm hết á. Nhà nước không có cấm, cho nên các bạn cứ chơi thoải mái. Lâu lâu nó cũng bị ngu cái là nó vậy nè, đó. Hệ gót chứ không phải là Banshee, cho nên mình có thể bắt leader nó được. Tám mấy triệu. Con này nó đứng không chạm đất cho nên hơi khó các bạn đó, hơi khó. Con này gót nữa chứ, cho nên mình chỉnh buổi tối mà nó vẫn đánh hay bị mít nè các bạn. Thấy không? Đánh không trúng cho lắm. Không sao, mình bám nhanh mà. Đơn giản vậy đấy. Thích thì mình xuống làm thêm cơ nữa đi. Rồi, ok, chơi. Đó, bị mít má, cái chiêu mạnh nhất mà bị mít. Cay thiệt. Cái nữa đi, cái nữa. Trời ơi, các bạn nên mặc cái bộ đồ Soulrim nha. Theo như mình nhớ không lầm á, cái bộ đồ Soulrim nó cho phép chúng ta đi xuyên con thú nha các bạn, đi xuyên khủng long. Đấy, lẫm. Bú bú ghiêng nè, hay rồi 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 rồi. Bây giờ đại ca quay về, đại ca nói chuyện như nè. Mình tới giờ mình vẫn chưa im bu cái yên của tụi Rock Ray, Gali Ray với lại đĩa đá nữa. Tại vì mình đang thiếu Uniwe. Mình đang thiếu Uniwe Fragment. Má, bây giờ nhà tôi thề với các bạn, nhà tôi nghèo kinh khủng luôn á. Nhà tôi nghèo một cách kinh khủng luôn á. Chưa bao giờ lúc nào mà tôi thiếu Uniware Rap mình như lúc này cả, cho nên là rất là khó khăn, tình trạng kinh tế rất là khó khăn. Hình như tôi chỉ có 100.000 thì phải, 100.000 các bạn tưởng tượng, 100.000 ron 4 cái yên sao mà ra.
khó, không có si pham khó phải đấy. Nem à, nam nam si à, kệ quên lộn, tôi chưa nó đưa đưa nó vô Dino Tracker à, coi này nha. Hoài các bạn thấy không, thấy gì không, thấy gì không, thấy gì không đó. Đây đây đây, mình nâng cho các bạn coi là nâng nâng mô hình bích đi, ok, cho nó chạy loạn xạ ngầu một tí. Nâng 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 Sitamina đi, ok. Hai, cho các bạn thấy được ở trên đây nè, các bạn thấy không? Vampire nè, à, các bạn thấy mặc dù nó để khác chữ nhưng mà nó cũng đồng nghĩa, à, nói chung là nó cũng giống nhiều chữ tiếng Anh, tiếng U mà nó cũng giống Việt Nam mình đó, khác chữ nhưng mà đồng nghĩa. Còn má tôi nâng tốc độ chạy nó hơi sai lầm á. Rồi và bây giờ ha, bây giờ mình lúc tới lúc test nè. Đầu tiên test con này trước, test riêng nha các bạn, thôi test chung đi, tại vì á các bạn dù sao hai con róc ray nè, cái con chim bự này á và con nam si này á, đó là mythical, nó sẽ búp đam lẫn nhau. Các bạn đừng quên là mythical nó vẫn có bích ma nha đó, cho nên là nó sẽ búp đam lẫn nhau, cho nên là test chung chứ không có test riêng. Các bạn thấy nè, à, mặc dù tôi không thấy là nó có số nhưng mà cứ 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 để về đi cho nó công bằng ha. Hồi nãy con này là 1 tỷ mấy đúng không? Ok, 1 tỷ 7, đây 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 anh mày đây, chưa imu yên nha. À, không, chưa gồng lên, chưa gồng lên. À, bây giờ tôi gồng. Ôi, các bạn thấy không? Mỗi phát nó giật 800 triệu kìa. Kìa. À, các bạn thấy chuột phải. Chuột phải là hút máu và lớn lớn tăng kiểu như nộ lên á. Power lên á. Ôi, nó giật hình như là. Ôi, nó giật hơi bị nhiều số luôn á. Bây giờ đánh mới có lực nè. 1 tỷ 3, trời ơi má, làm tôi nãy 500 triệu làm tôi hơi lỏ lỏ rồi đó, nhưng mà 1 tỷ 3 thì nói chung thôi, hồi nãy mình có nói với các bạn đó, 1 9 1 10 đó. Hơi bị xạo rồi đấy bạn ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Tùng ơi, bình tĩnh, cất mình vô đi. Bảy tỷ mốt, 2 tỷ 3. Đây là cái có nút C như các bạn, ngộ phải đấy nè, bây giờ mình không có xài bất kỳ chiêu thức nào nè. Đó, 475 triệu. Ủa, kỳ với tay gì, hồi nãy mình quýnh là sao? Nhức đầu quá à. Khoải chi mà nó cách không xa thì tôi không nói, còn cái này nó cách xa vãi đái luôn, nó cách xa vãi đái luôn, không điều tra là không được, bực bội rồi đấy. Như vậy là tôi có thể đoán được là hai con này đang búp đam lẫn nhau nè, bây giờ là hai con đều rồi nè, thì bây giờ không biết liệu là nó có đang búp đam hay không, tại vì con lúc đây nó phải búp đam cho tôi chứ. À, tới phiên con này 506. Ờ, nhưng mà khi mà tôi lớn lên, khi mà tôi lớn lên, từ từ để chờ nó hết hút máu các bạn. 1 tỷ mốt à, 1 tỷ mốt nhớ nha, 1 tỷ mốt, nhưng mà con này đã quýnh 500 triệu hả? 1 tỷ 7. Đó, gì là tao bị lỗi đâu đấy. Má giật mình. 2 tỷ 6 đúng không, chiêu ít của con đó là 2 tỷ 6. Thì một điều mà có thể các bạn chưa biết á, đó là anh em cũng đừng quá tin tưởng vào cái DPS Dumby này nha các bạn, tại vì đây con chim nói thẳng là nói tóm tắt là con chim cánh cụt á, ở server những anh em server nói là nó hay bị lỗi nhảy số cũng như là nó
cho ra một cái kết quả không chính xác. Cho nên mình có nói rồi, đây là một cái phần trong cái việc mình test thôi, đây có thể là chưa chính xác. Chính xác nhất, thực chiến nhất, trực quan nhất là các bạn đánh boss. À, đánh boss gì mạnh cũng tốt nữa, hai con bon ra đánh đều với nhau là được ha. Chứ cũng đừng quá tin vào cái con này, đừng quá tin vào cái con đừng quá tin vào con chim cánh cụt này đó. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đi test con này cho các bạn coi ha. Xì to. Ok, Dino Tracker. Cái vacuum. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua bên kia mình test cho các bạn coi ha. Test cái con red đi, con red là cái con đẹp nhất. Rồi ok. Ủa, tính ra đâu cũng cần phải bỏ đá vô người nữa đâu ta. Rồi, đi thôi. Đây, qua bên đây test là test solo là con bên đây là đẹp nhất. Rồi trước mắt thì mình sẽ cho nó đánh với để mình về mình lấy boss show cái đã các bạn, mình quên lấy boss show cái đã. Rồi đầu tiên mình sẽ triệu hồi ra con vát trước, rồi có Sino đằng sau lưng không sao cả. Tiếp theo là mình sẽ test, mình sẽ để cái con nem led nem nem y này nó sẽ nằm ở đằng sau nha các bạn. Đây, mà mình sẽ test con rốc ray trước, đánh tất cả đều chai tại vì không cần phải búp cái gì hết. Tại vì mình đang test giữa hai con này cho nên là mình không muốn có bất kỳ một cái búp gì nó xảy ra. Đó, tất cả đều hai con này có gì xài đó, có yên xài yên, có nội tại. Mình nghĩ là mình cũng không nên chơi nội tại đâu, tại vì cái nội tại của con róc ray nó hơi OP. Tại vì nội tại nó là tàng hình á, tàng hình và đánh thì nó rất là OP. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem ha. Đầu tiên bỏ cái này vô, quên quên, gâu lệch gâu lệch. Chỉnh thời gian nó xuống còn 1 giây. Bỏ này vô. Boss show, Godsum và Sum. Đó, test Ray là ok nhất. Chết mẹ, bể cái ấy rồi. Bể cái phát thum của tôi rồi. Đấy. Đây, con này 275 tỷ nè. Bây giờ một hit đánh thường nha. Một hit đánh thường. 6 triệu 7. Ok, mình thử một hit nữa. 6 triệu 7. 6 triệu 7 rồi, ok, không vấn đề gì hết. Mình sẽ vứt con Sino lại để nó hồi máu, mất công mà đi xa là nó không có hồi được. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái con Nem IC này vô. Vứt cái này ra. Rồi, ok. Má hơn là nó có 75% né cho nên là nó không chết nãy giờ, đáng lẽ nó chết rồi các bạn, có thể nó chết rồi đó. Rồi. Bây giờ thử nha. Bây giờ có cái con hai con này ở đây nè, coi là nó đánh như thế nào. 6 triệu 7 đúng không? 8 triệu đúng. Ok chưa? 8 triệu đúng. Tại vì sao? Hai con mythical whoop lẫn nhau mà. Bích mai đáng. Rồi bây giờ 8 triệu đúng không? Tao đánh. 8 triệu đúng. 8 8 0 4 0. 8 0 8 0. Ok chưa? Các bạn như thế, các bạn thấy là nó chênh lệch giữa 1 tỷ 7 và 1 tỷ mốt. Thì các bạn thấy là nó thấy cái chênh lệch 600 triệu, các bạn thấy to với thực ra nó to thiệt. Nhưng mà khi mà các bạn scale về cái kiểu như là scale là cái tỷ lệ về một cái con số mà nó nhỏ nhỏ lại thì cái khoảng cách các bạn thấy là đôi khi là nó cách nhau có 20.000 thôi. Nó không có nhiều các bạn thấy không? 8 triệu với 1 tỷ mấy nó cách nhau xa, chứ thực ra là scale lại những cái số nhỏ nhỏ mà scale lên thì nó to. Các bạn thấy vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ xê cho các bạn xem nè. 93 triệu có Seaton nha. Và bây giờ mình sẽ chờ cho nó hết Seaton. Mình sẽ chờ cho hết Seaton. Đó, mình test là test bạc. Nhưng mà về cái mặt mà nổ Colossus á, thì mình cái con Nam IC nè, nó sẽ tuổi lồn so với con
Ray, con chim bự. Tại vì các bạn đừng quên, cái yên của con chim bự có tăng 500% ability dam, cho nên không có vé nào cho thiên thần sa ngã của chúng ta cả. Rồi ok, mình các bạn coi nè. Nhưng mà các bạn biết sao không? Bù lại con Nam IC này nó lại có khả năng hút máu nữa. Đó, nói chung là hai con này tôi nói rồi, kẻ 8 lạng người nửa trăm gram. Người nửa ký chứ à. Rồi bây giờ mình sẽ chờ hết Gogon ha, mình ít cho các bạn coi ha. 18 triệu không bằng ha, không bằng, không bao giờ bằng đâu. Rất thua, rất là xa luôn là đằng khác nữa. Nhưng mà các bạn thấy nè. Giờ chờ nó hết story nè, chuột phải nè. Ui. Ấy, như vậy là nãy giờ tôi test trong cái khả năng mà con này chưa quá lớn, chưa có quá to. Nhưng mà bây giờ các bạn coi trước là test khả năng hút máu nè, các bạn thấy nè. 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu, 3 lần 3 triệu là 9 triệu rồi. Đó bằng cái khả năng, bằng một cái hit đánh của nó tôi nghĩ là như vậy. Tôi thử cái nha. Hit đánh đó nè. 16 triệu wide. Đó, con này quá lớn thì đồng nghĩa con này nó cũng phải có C. Con này cạp không bằng rồi, 8 triệu, không bằng nhưng mà quá C nè. C cạp 40 triệu. Đó, nói chung là mỗi con đều có một cái đặc tính riêng, nhưng mà theo như mình cảm nhận nha, theo như mình cảm nhận và mình xét về cái tính, nãy giờ mình nói đam rồi đúng không, bây giờ mình nói về tính thực dụng nè. Các bạn khi mà các bạn cưỡi chim bự, các bạn vừa đánh vừa C, vừa đánh vừa C, bam C, bam đánh, bam C, bam đánh, thì mình cảm thấy riêng thôi nha, riêng cảm thấy mình cảm thấy là nó phiền phức, canh không quen, cho nên là lúc đánh thì có C, lúc đánh thì không có C, lúc phải chờ C lên, lúc thì không chờ C lên. Chơi nhiều chơi lâu thì tôi không nói, tại vì họ đã có cảm giác được là khi nào là tôi bấm C là nó ăn. Còn con Nam IC này nó lại khác một chỗ á, là nó không dựa vào bất kỳ cái hiệu ứng gì khi lên cả, nó bự lên nó quýnh thế thôi, nó bự lên, nó quá bự lên nó quýnh, và quá trong lúc quá bự thì nó sẽ hút máu, và sau một khoảng thời gian tôi nghĩ là nó sẽ quá nhỏ. Các bạn thấy nè, sau một khoảng thời gian nó sẽ quá nhỏ lại nè, các bạn thấy không? Và trong lúc nó quá nhỏ mà lại đẻ ra một cái chuyện rất là phiền phức nữa, đó là các bạn phải bay lên, các bạn phải bay lên để cưỡi được nó. Ví dụ cho nó đánh tự động đi, ví dụ cho nó đánh tự động thì các bạn phải bay lên đó, các bạn thấy cực không? Bay lên tại vì nó đang quá nhỏ nè các bạn, nó đang quá nhỏ nè đó, và chuột phải cái nó quá bự nè, mà chuột phải trong lúc đó các bạn thấy không, một hit 13 triệu thêm một hit 3 triệu là 16 triệu rồi nè, 19 triệu, 22 triệu, 25 triệu, 28 triệu đó, một chuột phải thôi 28 triệu mà đánh đánh tốc độ đánh mình cảm thấy là con này tốc độ đánh nó nhanh hơn con Rock Ray nha, mình cảm thấy tốc độ đánh con này hình như là nhanh hơn không có nhiêu đâu, nếu mà các bạn cảm nhận quá khắt khe về tốc độ đánh đó, thì không có nhiêu hết á, bạn thấy không? Và mình cảm nhận mình phát hiện ra là thí dụ trong lúc mình bự như thế này mình không thể hút máu nha các bạn, nó sẽ có thời gian cool down. Mình đây là lần đầu tiên mình cưỡi con này nè, các bạn thấy không? Bây giờ nó quá nhỏ rồi nè đó, bây giờ mình phải chuột phải mình quá lớn đó, các bạn cứ quá lớn đánh, quá nhỏ chuột phải, quá lớn đánh. Vậy thôi, đơn giản không, đơn giản qua đáy hả. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chấp nhận hy sinh, mình sẽ chấp nhận hy sinh con một cái boss show Ancient Paragon luôn ha, mình sẽ destroy con này đi tại vì mình muốn cho nó full búp ha. Thì bây giờ á mình đã test chai rồi thì mình cảm thấy là ok, cũng không đưa ra được kết luận là mỗi con đều có một cái thế mạnh riêng, cho nên là xài có các bạn xài con nào cũng được tùy theo cái paragon các bạn hiện có cũng như là cái số vốn mà các bạn có hoặc là map bạn nhiều con nào, và tùy theo cái sở thích các bạn, thích chơi chim bự thì chơi, thích chơi thiên thần sa ngã thì chơi, tùy cái này tùy, không không ép các bạn để chơi, nhưng mà hai con này đều mạnh ngang nhau theo như mình nói như vậy. Nhưng mà đây là trong tình trạng chai thôi nha, bây giờ mới là full buff nè, bây giờ mới chính thức là full buff coi như thế nào nè, sức mạnh thật sự của hai con mythical này nó như thế nào nè. Rồi và bây giờ mình sẽ về mình chuẩn bị tất cả Bolovia và 8 con
like ra con này cho các bạn xem. Ok, tắt cái nào này đi. Rồi, bây giờ mình về nhà mình like ra 8 con. Mình sẽ quay lại với cái diện mạo kinh khủng với con tụi Mythical này, nó ghê gớm tới cỡ nào. Thực ra like nó cũng nhanh thôi, nhưng mà mình muốn nó... và mình muốn các bạn chứng kiến việc mà mình thắc mắc ha. Mình sẽ muốn các bạn chứng kiến cái việc mà mình thắc mắc là giữa nên like ra hay là nên chọn mấy cái con Omega Big Mai như thế này. Đó. Nói chung là mình muốn test kỹ hơn một tí cho các bạn coi. Rồi. Và một điều lưu ý, và có thể mình nói rồi nhưng mà mình xin nhắc lại cho các bạn nha. Cơ chế búp của con Nameless nó không liên quan ăn nhậu gì với cái việc mà búp của tụi Bulovia Mexico, tại vì đó là mod Omega, còn búp con Nameless là búp Vanilla, đó là tính năng gốc của game. Cho nên là nó không liên quan, nó có thể khả năng tăng hơn nữa, đại loại như vậy. Và đây là con Omega Big Mai nè, các bạn có thể coi nè. Các bạn thấy số cộng 1 không? Và con này đang là, con này hiện tại mình không cảm thấy là nó đang có hiệu ứng team Buck Leader, nhưng mà các bạn chuột phải lên nữa rồi. Nó có hiệu ứng Buck Leader. Và bây giờ mình sẽ về mình test với con chim cánh cụt mà biết liền cái gì ha. Rồi, ok, Nam IC. Rồi, bây giờ mình sẽ test trong cái trạng thái gọi là, mình sẽ test trong cái trạng thái gọi là bình thường cho tới cao cấp nhất ha. Đầu tiên test bình thường đi thì mình sẽ đánh một phát 473 triệu và gồng lên để tránh tình trạng mà nó nhảy hút máu. Thì mình muốn test xem cái range, cái khoảng cách bao xa nó sẽ hút máu nha các bạn. Mình thí dụ mình đứng cỡ 1 2 3 4 5 cái foundation ở đây đi. 5 cái foundation. Uầy, má căng đấy, má cách 5 foundation mà hút được là căng đấy, kinh đấy các bạn. Rồi, ok, cho nó nhảy hết số đi. Đồng thời lúc đó thì mình sẽ spawn ra một con này ha. Rồi, ok, con này đang là Buck Leader nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ đánh bình thường. Quên, đáng lẽ phải tắt hiệu ứng này cái đã. Quên. Trước khi mà được búp thì coi nó như thế nào ha. Bây giờ nó đang gồng nè các bạn. 1 tỷ 2 đúng không? Nó đang gồng là 1 tỷ 2. Này là 473. Rồi, ok. Tại vì cái thời gian nó giữ ở cái thể trạng mà bữa nó rất là thấp. Không, các bạn thấy không? 900 nè các bạn thấy không? Lần này có 947 triệu thôi. Rồi, ok, trong lúc đó thì mình sẽ bon ra một con. Cộng 1, ok. Nó sẽ không kiểu như là nó lúc hơn thì nó hiện, lúc xui thì nó không hiện thôi. Sao các bạn? Tôi cũng không rõ về cơ chế mà hiện số nữa. 990 mấy triệu. 990 mấy triệu là lên 33%. Mà bây giờ nó nhỏ lên rồi nè. Các bạn thấy là nó cộng 1 không? Mà mình nghĩ là khi mà nó lên Park Leader thì nó sẽ không có số cộng nữa. Mình thấy coi. Nó vẫn cộng 1 nha các bạn. Ok, nó đang trạng thái có thể là do lắc hình ảnh á. 1 tỷ 2. 1 tỷ 29. 1 tỷ 29. Lúc có là 1 tỷ 29. Bây giờ chờ cho nó xuống, rồi mình sẽ cho nó lên lại 1 tỷ 29 đúng không? 1 tỷ 292, tôi nhớ là không làm là như vậy. Rồi, ok. Rồi, nó sẽ hết cái Park Leader cũng như là hết số 1 rồi. 1 tỷ 292. Ồ, 947, ok. 947 các bạn ạ, 947, ok, 947. Có thể tôi hiểu ra một số vấn đề. Tại vì
con của mình đang chọn hiện tại là con Omega Big Mai Nam Xi. Nó sẽ có Big Mai ở trong đó nữa nha các bạn, cho nên là nó sẽ bứt qua cái ngưỡng 33% so với những con vanilla đó, nó sẽ bứt qua cái ngưỡng so với có con 33% vanilla hồi nãy các bạn đọc. Đại loại là như vậy. Còn bây giờ mình sẽ test một con nam. Ok, mình sẽ chịu khó ra bon ra một con nam led nữa đi ha. Rồi ok, test lại lần nữa các bạn. Chuột phải để mình test cái frame nó luôn. Cỡ 10 foundation coi nó hút cỡ nào. 10 foundation thì nó không hút được ha. Cỡ 10 mười mấy foundation. Và bây giờ không có con nào nè. Không có con nào là 947 triệu. Ok, 947 triệu. Và bây giờ mình sẽ bon ra một con, ví dụ như là con này thì nó không liên quan gì tới mythical hết. Đây là một con Omega 5 thôi, bình thường thôi ha. Bây giờ thử coi, 947 đúng không? 947 vẫn là 947 hả? What the fuck? Vẫn là 947 nhờ, hay là phải đợi cho nó đầy đủ hiện lên số búp mới được ta? Bây giờ cất một con đi, tại với cái cơ chế này không phải là bon ra được là liền nữa các bạn. Ngộ lắm, nó ngộ lắm. Thôi mình phải leo lên nó. Chuột phải lên cái. Rồi. Như vậy là đã giải đáp được thắc mắc của mình rồi. Như vậy là giải đáp được thắc mắc của mình rồi các bạn. Đó là con nam IC này nó sẽ không nhận được búp từ con nam led. Ok, hiểu. Tại vì mình đang thắc mắc là liệu một con nam led bình thường có búp được cho một con phối hay không, thì câu trả lời mình như ban đầu đó là không ha. Các bạn thấy rõ ràng nó không hề lên bất kỳ một cái đam nào cả. Như vậy là chỉ có thể nam IC mới búp được đam cho nam IC mà thôi. Ok, chúng ta đã giải đáp được thắc mắc rồi ha. Như vậy là bây giờ mình việc đầu tiên mình cần làm đó là đi live, và đây mình sẽ cho các bạn xem, lỡ rồi mình sẽ cho các bạn xem thêm một tí nữa ha. Đây nè, các bạn thấy nè, hiện tại là có một con nam IC như thế này nè. Đam của nó hiện tại là 7.900 đúng không? Ok, đánh 7.900 bình thường thôi, không gì khó cả. Đây mình cho các bạn coi nè, full búp nè, đây là full búp nè các bạn. Tôi không biết là nó sẽ có hiệu lực trong vòng bao nhiêu foundation, cái diện tích mà búp nó là bao nhiêu, tôi chưa biết. Rồi ok, hiện tại nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 con ha. Và trong trong này sẽ có một cái team leader, nhưng mà các bạn thấy được là nó không hề lên bất kỳ con nào lên số 9 cả, nó chỉ sẽ dừng ở số 8 thôi. Các bạn thấy rõ không? Đó. Các bạn thấy là, và mình cảm thấy được là cái range của nó rất là nhỏ các bạn. Nó không có to. Nếu mà bạn nào mà muốn chơi nam nam led trước khi mà lên phối á, thì các bạn thấy không? Nó hoàn toàn, các bạn thấy có khi 3, có khi 4 nè. 8 đều hết nè, các bạn thấy không? Và con nào quá bự đầu tiên nó sẽ thành một cái team leader nha các bạn. Nếu các bạn thấy là con này, ví dụ như con này đi, thì bây giờ mình sẽ cởi nó cái, mình vẫn chưa lên được cái leader, kiểu như cái người dẫn dắt, mà bây giờ mình chuột phải nè, mình quá lên đó, thì mình sẽ thừa hưởng được cái pack leader nguyên cái đống này, và nó sẽ búp sức mạnh cho mình. Các bạn thấy số 8 không, lên 62.000 đó, các bạn tự tính đi nha. Đó, 62.512 đúng không? 62.000, ok, 62.000. Trước sau gì mình cũng phải thu vô, mình bỏ hết à. Rồi thử coi còn có 62.000 nữa không, 17.000. Các bạn thấy rõ không, quá rõ ràng, nó không hề bớt luôn, mặc dù số nó chưa đổi. Bây giờ số nó đổi rồi nè, một con ha, để số 1 nè, hoặc là nó không để luôn đó. Đó, như vậy là chúng ta rõ rồi ha các bạn. Đó 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 là cơ chế của nam led không á, ghê không? Coi clip của Omega Nam IC mà học được kiến thức trực quan và đáy của con ấy luôn. Mà ở đây tại sao nó lại cộng một à? Cách nhau xa vậy. Giờ thí dụ như hả? Bây giờ thử đi. Má, tôi phải thắc mắc cái nữa. Tôi thắc mắc cái nữa các bạn. 17.900 đúng không? Không lẽ xa gì sao ta? Tôi thử đây xa không ta? Không biết xa không? 17.900. 13.000, what the fuck?
À buổi tối. À 13.000. Ôi như vậy tính ra cái con kia là nó không lẽ là phải cho nó nhận dạng ta, kiểu như thế này nè. Cái dụ như này. Nó cộng không ta? Nó cộng không? Tôi nghĩ tôi leo lên leo xuống là nó cộng chứ. À. À nó không nhìn mặt nhau luôn nè các bạn. Ừ, nó không nhìn mặt nhau. Nhưng mà khi mà mình ở đây à nó cộng một rồi nè các bạn, chỉ cần cho nó thấy số cộng một thôi thôi hay sao á. 17.000. Ờ ngộ vãi liền. Rành thì chỉ mình nha. Ok thôi bây giờ mình tập trung vào cái clip ngày hôm nay của con này của mình đi ha. Thì mình sẽ bỏ mấy cái này xa sao đi, các bạn nhớ rèn trend cho mình, comment cho mình nếu mà các bạn rành vanilla ha. Rồi bây giờ mình sẽ like ra 8 con Nami C để tăng cơ, tăng sức mạnh cho các bạn xem ha. Rồi đây 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 là cái chỗ mà mình sắp boiler cho các bạn, kiểu như là sắp tới mình sẽ quýnh farm Paragon ở đây nè các bạn. Đó chỗ này nè. Các bạn thấy mình đi đi vậy thôi chứ mình tháo ra nè, nước lên láng rồi, bạn thấy không? Đó có biết có nước là có gì rồi đúng không? Đấy để đây và mình đã set up một cái dàn bu lô, nói chung là mình đã set up rồi. Đáng lẽ là tập này nãy mình nói rồi, tập livestream, nhưng mà tiếc quá phát hiện ra con này rồi. Và bây giờ á mình sẽ bon ra mấy con nam Nami nha. À ố ơ kìa, Stargate cái gì, Stargate Underwater hả? Có nghĩa là phải để nó trên cạn. Ok à, đó là lý do mà mình khuyên các bạn là nên chơi hệ Bích Mai các bạn. Và chơi cái con Nami này á, nó cái con nam ở Nami này á, các bạn cũng không cần phải đưa đưa nó lên Godlike hay là đưa nó lên Mythical cả nếu thích nha. Cái này là option thứ hai, nếu mà các bạn thích á thì các bạn cũng có thể thay vị trí những cái con bu lô, ví dụ như mình búp 8 con Nami thì mình sẽ lấy về 8 con bu lô để cho nó đỡ trống, rồi sau đó giống như là các bạn phải đập tụi này nó lên Godlike, rồi sau đó đập tụi này nó lên Mi nữa. Thì nói chung là bây giờ mình đã có 30 con rồi, mình đỡ phiền phức một cái là mình khỏi phải búp thêm gì cả, mình chỉ việc bon ra và chơi thôi. À, đó là lý do mà chúng ta nên chọn Omega Bích Mai ha. Omega là tốt nhất rồi, không cần đưa lên gót chi cho nó phiền phức đâu. Đó và bây giờ nè, hiện tại là 1, 2, má nhìn xong mà chóng mặt quá vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5, 6, 7, rồi ok, và 8, ok chưa? Đấy, và bây giờ mình sẽ triệu hồi ra Nami, Nami chính ha. Đây là Nami leader nè các bạn, đấy, Nami leader. Nó hơi lắc lắc đó các bạn, tại vì quá là nhiều con trong đây nó hơi lắc. Rồi các bạn thấy nè, là con này các bạn thấy được là hoài, các bạn thấy không, 32. 32 là cái gì? 32 là con số Puluvia Mythical, đó đó là cái con Mythical mà nó búp Bích Mai cho cái con này. Còn số 8 này là số 8, số lượng 8 của con này các bạn thấy không? Con này là 37 luôn này các bạn thấy không? Đó, thường thường các bạn thấy là nó có số màu hồng, nhưng mà vượt ngưỡng là tôi nghĩ là con số này là con số vượt ngưỡng thì nó sẽ không là màu hồng nữa, nó sẽ màu hồng, thường thường nó sẽ màu hồng giống như tụi này. Như thường thường các bạn sẽ thấy được là con ma mút như thế này nè. Đó, con Drake đi. Chim bự. Ok. Đâu rồi? Ơi, Ray ơi. Đừng làm anh sợ Ray ơi. Rồi, ok các bạn thấy nè. Là nó 33, nó màu xanh. Ừ, nó thích màu gì nó màu đó thôi, tôi cũng không biết nữa. Kệ nó đi. Nhưng mà bây giờ đây là full cái đội là full búp rồi nè. Đấy. 8. Các bạn thấy không? Và bây giờ mình đã cố tình làm dư một con để mình test cho các bạn coi là cái số này nó có nhảy lên 9 hay không nha. Đó. Giải đáp thắc mắc cho các bạn luôn. Đó. Tụi này nó vẫn 8 nè các bạn, 8 đều ở đây nè, các bạn thấy không? Đó, con này cũng 8 nè, mình sẽ quá trao lên nè. Và con này hiện tại là Simlit nè. Các bạn thấy không? Parklit nè, đó nó có hiệu ứng Parklit ở trên này.
À, các bạn thấy là nó sẽ không là nhảy lên số 9, nó chỉ có 8 mà thôi. Vậy như vậy là chúng ta hiểu được mát cây nó là 8. Và bây giờ mình sẽ thử quýnh một con Paragon coi nó mạnh tới cỡ nào hả các bạn. Ok, và trước mắt là mình muốn nó full buff đúng không? Mình sẽ triệu hồi ra một con Simon Saber. Rồi. Đó, công việc con này chỉ việc tất cả đều vô bát xịp hết nha. Tất cả đều vô bát xịp hết. Ok, bát xịp hết. Con này bát xịp luôn. Con này tốt nhất là đứng trên bờ đi. Đấy, hợp lý không? Rồi, con này là Banshee Renji luôn. Rồi. Rồi, cho nó đáp đất đi. Chơi nha. Thử nhà, thử nhẹ một con Ancient coi. Tôi sợ là con Ancient nó lo nó quýnh con ván thôi. Tôi không có đủ rank để nó tôi có thể test một cách đúng đắn nhất đó các bạn. Tại sợ kiểu nó xa quá tôi phải di chuyển, tôi phải đi lại tôi quýnh không. Cho nên là nếu mà nó có xa thì tôi sẽ điều khiển con vát nó là gần tí. À, may mắn quá nó đứng gần kế tương tôi luôn nè. Coi này nha, hơi bị chiến đấy, trận đấu thượng đỉnh nè. Nè, quýnh thường nha. Cái con này là cái con gì gây ra nha? À, con này là cái phản nam của con Barrasser nha. Ui, nó cạp 86 tỷ rồi, 86 triệu, ok. Quýnh một phát thường 100 mấy chục triệu nè, các bạn thấy không? Ok, 159 triệu rồi, quá điên lên nè. Quá điên lên. Các bạn thấy nó giật máu nè, giật lưu lệ không? Có vài triệu thôi, mười mấy triệu thôi. Bây giờ nè, 318 triệu không? Element xích nẹp nữa nè, trời ơi, 3 tỷ mấy nè. Biết nè, quá đá nè, đánh nè. 900 mấy không, các bạn thấy mình farm không? Ok, chưa đâu, Renzi nữa. Giờ nhưng mà theo như mình cảm nhận được sao mà con này nó không như mình mong đợi hết các bạn. Quýnh nó ít nhất phải một phát là phải 10% máu. Trời ơi, chắc sướng lắm luôn á. Rồi, thử đi. À, chết mẹ rồi, trong lúc mà nó bay các bạn không nên ấy nha, có ông kia ông chỉ tôi rồi. 31 tỷ hả? Ba, uầy, 31 triệu à. Trong lúc mà nó bay thì các bạn không nên quá gồng nha, cho nên phải chờ nó đáp đất rồi mới gồng được nha các bạn. Đây, để mình xem coi. Cộng 8 đầy đủ rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ chờ nó quá nhỏ. Nói chung là hơi phiền phức á. Chơi con này cũng hơi phiền phức. Phải có một con Saber nó full phải nó con Saber nó khôn thêm một tí nữa tôi nhờ giả nó được rồi. Rồi con Red Barker mình Barenzi quá bự nè. 500 mấy chục triệu hả? Ui, 5 tỷ hả? Ờ có em mình xếp đẹp nè. 9. Ôi, các bạn thấy không? Ấy, các bạn tua lại các bạn coi cái. Các bạn tua lại các bạn coi cái. Má tôi đánh 3 cái chết. Ủa nó giật hơn 50% đóng máu. Ôi, đéo tin được luôn. Và một điều đặc biệt ở con này các bạn biết cái gì mà nó sau này các bạn chơi game farm nhiều các bạn sẽ hiểu được tại sao con này nó đặc biệt hơn cái con chim bự là chỗ nào. Nó dọn xác được. Con này nó cạp xác được. Lúc mà các bạn nhớ con chim bự không? Lúc mà nó còn róc ray á, nó dọn xác không, nó dọn xác được. Nhưng mà sau khi mà nó fly với con Phoenix là con Phượng Hoàng á là nó dọn xác không được, nhưng mà con này vẫn dọn xác được tại vì cơ bản con dơi với lại con nam led nó đều dọn xác được nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Chỉ việc là con này nó khôn khôn lên một tí là tôi cứ ngồi lên nó tôi bam tôi quýnh thôi. Con này bao mạnh rồi. Xịn sò lắm, đó, đó là với cái dạng full buff đó các bạn. Kinh khủng không? Thấy kinh khủng không? À, tôi rảnh tôi làm thêm một cái DPS nữa, nó đánh DPS thì lúc nào nó cũng dễ hơn nhưng mà đôi khi nó lại không chính xác đó các bạn. Đây, tôi sẽ cho các bạn chứng kiến. Rồi, ok. Rồi, ok. Để mình là mình lấy cái DPS qua ha. Ok, ok. Đây, đây, đây các bạn ơi. Đây, cho các bạn test trên đây cho các bạn dễ coi ha.
Thử coi, đây là kết quả cuối cùng nè. Ý là mình chưa nâng cái con này là lên full Paragon nha các bạn. Các bạn quên ha. Mình chưa nâng full Paragon rồi, tại vì mình muốn test đều á. Các bạn thấy 11 Paragon mà nó đã full búp, mà nó đã kinh khủng như vậy. Ý là chưa full búp nữa nha. Mới có 3 cơ thôi á. Còn mới có 3 Renzi thôi á. Sau này mình thêm con heo đầy đủ vô Renzi này nữa thì tội. Nè, chuột phải, hỏi chuột trái, 3 tỷ 3 đúng không? Chữ C. Đánh một cái. Vẫn là 3 tỷ 3, what the fuck. Chữ C. Đánh một cái, 3 tỷ 3. Sao kỳ ha, các bạn thấy không? Vừa bam C mà vừa đánh mà nó lâu lâu nó lên rồi, lâu lâu nó không lên nữa. Nói chung là cũng hơi mệt mỏi. Đó, nó vẫn 3 tỷ 3. Đó, lên 9 tỷ mấy nè các bạn. Đó, đó là cái phần mà nó rít á. Và cái phần rít nó cũng hên xui luôn các bạn. Nó còn quay về mặt định nó là 3 tỷ 3 đúng không? Ờ, à, lâu lâu nó lên 9 tỷ mấy nữa nè các bạn. Rồi bây giờ ha, mình thử cho các bạn coi con Nami này coi. Gồng lên 5 tỷ, 5 tỷ, 5 tỷ, 5 tỷ. Trời ơi, 10 tỷ đúng không? Rồi thử nha, một hit 22 tỷ, 22 tỷ quýnh đều tay phải liền không? 22 tỷ mà tốc độ đánh nhanh nữa, đánh nhanh hơn 1 giây cho nên nó nhảy lên số 60 nè các bạn thấy không? Ôi, một phát là 22 tỷ mà nó đánh toàn là 45, có nghĩa là sao? Có nghĩa là 1 giây nó đánh được 2 phát. À, các bạn thấy không? Nhanh không? Còn bình thường đánh có 11 tỷ thôi. À, 11 tỷ có nghĩa là phân nửa đam. Gồng lên 5 tỷ, 5 tỷ, 5 tỷ. Các bạn thấy không? À, đánh một con Paragon Red nhanh vãi lên luôn, ngon 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 ngon, lụm lụm. Rồi ok, như vậy là ngày hôm nay mình đã test sơ qua cho các bạn xem rồi. Và con này là cũng mạnh đấy, cũng có gì gọi là mạnh mỏ, mạnh nó mạnh mà hơi bị mạnh đấy. Và phần cuối cùng đó là phần cắn Paragon, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay về nhà mình cắn Paragon rồi kết thúc video tại đây ha. Rồi, như vậy là cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã xem video này, và đừng quên để lại một like và subscribe nếu thích video này, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Các bạn nhớ đón xem tập sau. Tập sau là cái tập có thể gọi là xong cái tập sau nữa, thì mình sẽ đi livestream và farm Paragon cho tụi này nó lên C hết, cho đến khi nào mà cái đội hình mà lên toàn C là mình mới thích, hiểu không? Mình đầu tư là phải đầu tư cho tới nái. Không, C thì nghe hơi quá, chứ thực ra là lên L là tôi thấy cũng ok na lắm rồi các bạn. Ờ, lên L là tôi thấy cũng ok lắm rồi, chứ lên C thì nó hơi quá. Rồi ok, có bao nhiêu thì mình đập vô hết ha. À, đây Corresso Paragon Nami C. Ờ, sao có hai vậy? À, quên. Tôi có một cái setup ở trên đây mà tôi quên các bạn ơi, tôi quên sorry sorry. Đây đây, tôi có setup rất là nhiều cái thùng Paragon trên đây nè. Ủa, Nami C. À, 45 đây nè. Đúng không? Nami C trên đây hết rồi nè. Why? À, mai sau này tôi farm là Paragon nó sẽ chuyển về đây ha. Ok. Nami C, đây có bao nhiêu, chuyển qua đây hết, cắn bập 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 bập. Đấy, bây giờ nó lên được là 21 rồi, con số trăng tròn đấy, con số đẹp đấy, con số tâm linh đấy. Gồng lên, lúc chưa full up má giật phát 4 mấy tỷ luôn, đánh phát 1 tỷ 7, ngon ngon ngon, được được 1 tỷ 7, đánh 2 hit lên 3 tỷ 4. À, được được được, các bạn thấy lên full búp nữa còn kinh khủng nữa. Rồi ok, và bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha, nhớ đón xem tập sau nha các bạn.